Lê Phương đi quay phim xa nhà, chồng trẻ công khai khen một cô ấm lòng. Sau khi kết hôn với Trung Kiên, Lê Phương được ông xã hết lòng ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Hiện, nữ diễn viên đang có lịch trình quay phim ở miền Tây, cũng như tranh thủ diễn ở sân khấu kịch. Công việc tức bật nhưng cô may mắn được gia đình, ông xã ủng hộ, tạo điều kiện để toàn tâm toàn ý cho diễn xuất. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương vừa chia sẻ những hình ảnh cùng đoàn phim phát cơm miễn phí tại một bệnh viện. Một buổi sáng đẹp trời, đẹp cả lòng người, cô chia sẻ. Lê Phương chia sẻ hình ảnh tại buổi phát cơm ở bệnh viện. Lê Phương đang có lịch trình quay phim ở miền Tây. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để ý lại bình luận khen ngợi hành động của mọi người cũng như tấm tắt trước nhan sắc ngày càng mặn mà trong mòn con mắt của nữ diễn viên thương con cá đồ đồng. Đáng chú ý, ông xã của Lê Phương đã công khai khen vợ đầy ngọt ngào. Tỷ nọ tỷ kia không bằng tấm lòng chân thật của em và các bạn trong đoàn phim. Lời khen của Trung Kiên dành cho bà xã khiến nhiều khán giả thích thú xích xoa vì tình cảm mà hai vợ chồng dành cho nhau. Đáp lại, nữ diễn viên đã thả biểu tượng cảm xúc thương thương trước lời khen của chồng. Ngoài thời gian tập trung cho công việc, Lê Phương và chồng thường xuyên có những buổi đi chơi, hẹn hò để hâm nóng tình cảm. Cách đây vài ngày, nữ diễn viên khoe khoảnh khắc tình tứ bên Trung Kiên và chia sẻ, lại ủ mua đi chơi. Hay trước đó, đôi vợ chồng tranh thủ thời gian để đi du lịch trước đợt nghỉ lễ dài ngày. Theo dõi cuộc sống hiện tại của Lê Phương, nhiều khán giả cho rằng họ vui lê với nữ diễn viên vì sao bao thăng trầm giờ cô đã có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng cũng như công việc ngày càng phát triển. Yêu đúng người nên ngày càng đẹp hơn, một khán giả nhận xét về Lê Phương. Chuyện tình của Lê Phương và Trung Kiên từng thu hút dân tình quan tâm vì nữ diễn viên lớn hơn ông xã 7 tuổi. Cuối tháng 8 năm 2019, đôi vợ chồng chào đón con gái ra đời, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Ngoài ra, một điều khiến nữ diễn viên hạnh phúc là chồng đón nhận, yêu thương con trai riêng của vợ như con ruột, thậm chí nhiều khi cậu bé còn thân thiết với bố dưỡng hơn cả mẹ ruột.